Hôm nay 20 tháng 6, miền Bắc và miền Trung nắng nóng, có nơi cực kỳ gay gắt. Tuy nhiên thời tiết sắp chuyển sang trạng thái mưa rông. Sau đây là dự báo diễn biến mưa ở một số khu vực trên cả nước. Khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, chiều tối và đêm 20 tháng 6 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, từ chiều tối ngày 20 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6 có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị. Báo Lao động sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến thời tiết đáng chú ý trên cả nước trong những ngày tới.